2021 là cuộc thi trong lĩnh vực thiết kế hình tượng nhân vật và vẽ truyện tranh do Đại học FPT tổ chức. Cuộc thi dành cho toàn bộ sinh viên Đại học FPT trên cả nước, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có niềm đam mê thiết kế nhân vật và vẽ truyện tranh. F-Comic là hành trình tìm ra hình tượng nhân vật mascot sẽ đồng hành cùng với cộng đồng sinh viên Đại học FPT bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng trong đời sống sinh viên. Với sự xuất hiện của 4 vị giám khảo quyền lực, Trương Hoàng Thọ, Founder and Creative Director của Alibo Creative, họa sĩ Phan Vũ Linh, một trong những người tiên phong về Digital Illustration ở Việt Nam, thạc sĩ Phan Bảo Châu, chủ nhiệm bộ môn hoạt hình kỹ thuật số tại trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh, animator Nguyễn Hoàng Anh Vũ, leader animation team của báo Tuổi Trẻ, họa sĩ Siêu Quý, phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam. Với tổng giải thưởng lên đến 46 triệu đồng, nhân vật nào sẽ được lựa chọn? Câu chuyện nào sẽ được lan tỏa đến cộng đồng các bạn trẻ đam mê vẽ truyện tranh? Hãy hiện thực hóa nhân vật của bạn và chia sẻ những điều sâu sắc đằng sau những nét vẽ tại cuộc thi F-Comic Universe 2021. Để mình đi ra cái gì đó nó không theo cái đó một thì điều đó nó tạo lên một cái bức tranh, những cái khác